xã rồi đông đúc nhỉ. Bao giờ nghỉ Tết? Nhà ở đâu? Hòa Bình à? Huyện nào đấy? Yên Thủy à? Ui, Yên Thủy hơi xa nhỉ. Ngày xưa 80 cây. Ngày xưa tớ làm trên Tu Lý đấy. Trên Tu Lý không biết à? Cái khu vực để làm lòng hồ sông Đà ấy. Đà Bắc ấy, bây giờ gọi là huyện Đà Bắc. Thế là mấy năm trên đấy, ngày xưa gọi Tu Lý. Nó như cái bản mà. Đường Hà Nội những ngày giáp Tết này sao nó đông thế. Mẹ từ ngày nghỉ là họ té đi chơi để về nhà hết rồi, nó đông nhỉ. Mình có thể mình dừng lại đây mấy phút cho chú và chú lấy cái giấy tờ được không?